đắm say dòng tham ấy là căn nguyên sinh tử luân hồi. Muốn lên bờ tịch xứ ba chánh đạo đi từng bước hành thơ, lạy đấng minh hạnh túc. Chương trình thảo luận Phật pháp xin kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý học viên của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, bây giờ chúng ta lại bắt đầu với chương trình 30 phút thảo luận Phật pháp. Quan viên hy vọng là quý học viên đã đọc kỹ bản kinh văn mà Viện Phật học đã gửi ra để cho chúng ta cùng nhau thảo luận trong ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta bước vào nội dung của buổi thảo luận, quan viên xin được tóm tắt nội dung của bài kinh như thế này. Bài kinh này nằm trong phẩm nhỏ chương 7 Kinh Phật Tự Thuyết Tiểu Bộ Kinh. Bài kinh nói về lúc Đức Thế Tôn cùng với các đại tỷ kheo đi đến nước Mala, và trong lúc Đức Phật và Chư Tăng đang đi bộ đến thôn Thù Na, những người Bà La Môn ở trong cái thôn này đã cùng nhau đem cỏ và trấu lấp đầy cái giếng với một cái ý nghĩa ác độc rằng mong cho các sa môn trọc đầu không có nước uống. Khi mà Đức Thế Tôn đến ngồi nghỉ dưới một gốc cây ở trong làng Thù Na, Đức Thế Tôn đã bảo với tôn giả A Nan đến giếng để lấy nước về cho ngài uống. Thì tôn giả A Nan thưa bạch với Phật rằng giếng đã bị các Bà La Môn lấp đầy cỏ và trấu cùng với ý nghĩ ác độc kia. Mãi Đức Thế Tôn nói đến lần thứ ba, tôn giả A Nan mới chịu đi lấy nước. Khi mà tôn giả cầm cái bình bát đến giếng nước thì kỳ diệu thay, giếng nó đã phun ra tất cả những rác rưởi cũng như cỏ và trấu và dâng lên đầy tràn những cái nước trong sạch không có cấu uế để cho ngài A Nan múc lấy. Lúc đó ngài A Nan mới thấy thán phục về đại thần lực, đại uy lực của Đức Thế Tôn. Sau khi tôn giả A Nan về gần với Đức Phật, tôn giả A Nan đã bạch lại với Đức Phật toàn bộ sự việc mình đã thấy và tán thán đại thần lực của Đức Phật. Sau đó tôn giả A Nan đã mời Đức Phật uống nước. Tiếp đó Đức Thế Tôn đã nói một bài kệ như thế này: cần làm gì với giếng khi nước có cùng khắp, chặt đứt ái từ gốc, cần hành tầm cầu gì. Kính thưa quý vị, đó là nội dung của bản kinh văn mà chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay. Hy vọng là sau khi chúng ta thảo luận, chúng ta sẽ rút ra được những bài học hữu ích cho bản thân để chúng ta áp dụng vào cuộc sống tu tập của mỗi người. Thì trước khi đi vào phần thảo luận, quan viên xin mời quý vị học viên đang hiện diện nơi đây có lời chào đến quý khán thính giả cũng như những người bạn đồng học trong Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Kính mời cô Lệ Đạo. Dạ, Lệ Đạo xin kính chào quý khán thính giả và các học viên. Bảo Châu xin kính chào quý khán thính giả và các học viên. Dạ, Minh Từ xin kính chào quý khán thính giả và quý học viên. Quan viên cũng xin được kính chào quý vị học viên hiện diện nơi đây. Trong phần thảo luận, đầu tiên quan viên mời anh Minh Từ giải thích về đoạn kinh văn mà Đức Thế Tôn đi đến nước Mạc La vào làng thôn Thù Na mà bị các Bà La Môn đổ cỏ và trấu đầy lấp đầy nước giếng để cho Thế Tôn và Tăng Đoàn không có nước uống. Chúng ta rút ra được những bài học gì qua cái đoạn kinh văn này? Dạ, trong cái đoạn kinh văn đầu tiên đó thì tại cái nước Mala ở thị trấn Kusinara, trong đây có cái rừng cây sa la, thì nơi đây cũng chính là cái nơi mà Đức Phật chọn để đi đến để nhập diệt. Thì dân làng ở Thu Na thì không có hung bạo, nhưng mà họ đều tin vào Bà La Môn. Do họ bị Bà La Môn che đậy thì dân chúng ở đây mong được đón Đức Phật, nhưng mà Bà La Môn thì lại không có ưng thuận và cũng không có ưa thích Phật và Tăng Đoàn ghé ngang qua, thì mới cố tình dùng những cái chấu cỏ và lấp lên cái miệng giếng để không có cái nước sạch, để mà khi Phật ghé qua thì sẽ không có được có nước mà dùng. Thì sau một cái cuộc đoạn đường dài mà đi bộ hành như vậy đó, dưới cái cơn nắng gay gắt thì dĩ nhiên là nước uống sạch cần thiết cho mọi người, thì để mà giảm thiểu cái sự suy kiệt.
và thiếu nước uống nó sẽ dễ làm cho thân thể mệt mỏi và có thể đe dọa đến tính mạng. Thì bằng cái hành vi mà phản ứng mà tỏ ý chống đối, không có hoan hỷ của Bà La Môn như vậy, đây cũng là một cái ác tâm. Thì cũng đồng thời đây là cái sự mà bày tỏ là mình sợ mất lợi dưỡng và cũng là danh lợi mình bị thua súc hơn với mọi người. Trong theo tạp chí Môn Luận có viết đó, thì là dân là nước Mala cũng có nghe đến Phật, cũng có lòng tôn kính, muốn đón Đức Phật đến và cúng dường cho Đức Phật một cái hội trường rất lớn vừa mới xây xong, để mà mong là Phật ghé để mà thuyết giảng, để mà mong được một chút xíu cái phước báu và cái công đức của Ngài. Cho nên vì như vậy mà Bà La Môn lại cũng không ưa thích. Thì qua cái sự việc như vậy thì chúng ta thấy rằng ở cái lòng ích kỷ và cái tâm địa hẹp hòi của người thì thường hay biểu hiện bằng mọi hành vi để mà chống đối, để mà thu giữ cho cái lợi ích riêng của mình mà thôi. Cũng vì vậy mà khi huống chi mình có những cái lúc mà mình không đồng ý với nhau thì mình cũng có thể không có sẵn sàng buông xả, huống chi là mình cũng giống như là mình cũng không muốn chia sẻ với nhau nữa. Thì thói đời đó thì chúng ta thường thấy rằng là nếu mà khi bất đồng với nhau ở trong một cái tổ chức hay một nhóm đó, thì mọi người lại quay lưng lại với nhau, vu cáo, khích bác và bôi nhọ danh dự người khác. Đây nếu mà cái hành vi này mà cư xử đối với những người mà đã có đạt đạo và chứng đắc quả vị thì sẽ mang lấy một cái nghiệp rất nặng. Ví dụ giống như khi thời của Đức Phật thì có tỳ kheo Kubali, ông có mang tâm hiềm hận và ganh ghét, lúc nào cũng để gièm pha với Phật rằng là hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên luôn luôn là có cái hành việc ác và làm hành đạo ác. Thì hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều đã đắc quả vị A-la-hán, thì ông tỳ kheo Kumali vẫn có hiềm hận như vậy, cho nên những cái chất độc hại trong người nó sinh ra những cái mục nhọt, thì mới đầu thì bằng hạt cải, sau dần đã trở thành hạt đậu, rồi lớn lên hơn bằng cái trái A-ma-lạc, rồi cũng lớn nữa là bằng trái bồ đào, và bằng qua nhiều lớn nữa thì thành bằng cái nắm tay. Thì những cái vết mục nhọt này đó thì nó hành hạ thân thể xác cho nó đau nhức, rồi đến khi mà mục nhọt nó vỡ ra thì máu mủ chảy tràn làm cho thân thể khó chịu, rồi đến nó đưa đến cái thân hoại mạng chung, rồi lúc ngay đó thì sẽ đọa ngay vào địa ngục. Thì vì vậy mà Đức Phật dạy chúng sinh hàng đệ tử của theo Phật đó, thì muốn phải, nếu mà muốn tu theo Phật đó thì phải từ bỏ cái tâm cầu mong cầu mà lợi dưỡng, phải một lòng hướng đến cái giác ngộ giải thoát. Hy vọng rằng là đoạn giải nghĩa có thể giúp vâng, cho mình rất hiểu. Là cảm ơn anh Minh Từ đã giải thích thật là hay và chi tiết, cũng về cái việc mà cái sự ganh ghét đã đưa đến cái tâm gièm pha, những cái lời vọng ngữ vu cáo cũng như những cái nghiệp báo ác xấu vì gièm pha vu cáo mà cái người làm đó phải lãnh chịu. Đúng là như vậy, kính thưa quý vị, trong hiện tại, thực tế hiện tại chúng ta cũng thấy có rất là nhiều người vì bênh vực cái phe nhóm của mình mà không tiếc lời gièm pha vu cáo cho đối phương, loan tin những cái tin mà tin đồn thất thiệt, không bằng không chứng, thậm chí là dùng những cái lời lẽ tục tiểu để gọi những cái người không cùng một ý hướng với mình. Điều đó thì thật là không có nên. Hành động có đổ cỏ và trấu lấp đầy giếng để cho Đức Phật và tăng đoàn đi đường xa, đi bộ đường xa dưới trời nắng không nước uống thì cũng là ác rồi, nhưng mà tính ra nó không ác bằng những cái lời gièm pha vu cáo làm cho con người ta đau khổ, làm cho mọi người tranh đấu với nhau. Khi mà chúng ta phạm cái tội nói dối độc hại này thì cái người và cái việc mà chúng ta muốn bênh vực chưa thấy kết quả ra sao mà bản thân của chúng ta nó đã bị đọa rồi. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu rõ nghiệp, thấy rằng cái việc mà vọng ngữ gièm pha vu cáo này nó sẽ đem lại cái bệnh hoạn cho chúng ta, khi mà chúng ta bị bệnh hoạn nhiều chúng ta phải hiểu rằng chúng ta bị phạm vào cái nghiệp này và chúng ta nên biết sợ và tránh né. Thì Quang Viên muốn được hỏi chị Bảo Châu, vì sao con người lại sanh cái tâm ganh ghét?
Vâng, Bảo Châu nghĩ thế này, con người sanh tâm ganh ghét là vì sợ người khác hơn mình trong ngũ dục. Người mà có cái tâm sanh tâm ganh ghét thường luôn tìm cách để hạ thấp người khác. Thường thì có khi làm tổn hại người khác thì mới hài lòng. Có khi thấy người khác bị lâm vào cảnh đau khổ thì sanh tâm vui mừng và không có thương cảm nữa. Ngày nay thì cái sự mà phát triển trong về Internet khiến cho thông tin dễ dàng lan xa. Chỉ có một tin sai lầm mà vu khống đã có thể một đêm mà nó ảnh hưởng đến cả triệu người, rồi từ đó mà nó lan xa ra. Vì thế chúng ta càng nên cẩn thận về lời nói, về bàn luận của bản thân, mà đồng thời chúng ta cần phải có cái trí sáng suốt nhìn nhận, phân biệt cái thị phi, mà tránh đi cái sự vô ý của tiếp tay cho kẻ mà có cái dụng ý xấu, thì cũng là bảo vệ tương lai cho chính mình. Thì người tu chúng ta cần phải tránh xa cái tâm đố kỵ, vì nó không có mang đem lại lợi ích cho chính mình, mà nó lại đem lại đau khổ, rồi hiềm hận, oán thù lẫn nhau. Cho nên nó không có giúp ích cho cái sự giải thoát cho sanh tử. Vâng, rất là cảm ơn chị Bảo Châu. Đúng vậy, chúng ta đừng có nên để cái tâm ganh ghét đố kỵ nó gặm nhấm hết cái sự yên bình trong cái tâm hồn mình, nó mang đến nhiều cái ác pháp lắm. Quan viên muốn hỏi cô Lệ Đạo trong cùng một vấn đề, làm sao chúng ta phân biệt được một người mang cái tâm ganh ghét và một người có cái tâm chính trực, và cái sự ganh ghét nó làm tổn hại cái bản thân người đó cũng như đoàn thể như thế nào? Trước hết chúng ta nên tìm hiểu nghĩa của từ chính trực. Chính trực là cái tính không công vậy, còn ganh ghét là trạng thái tức giận, đau khổ, bất an khi thấy người khác hơn mình. Trong cùng một vấn đề thì người chính trực khi cần nói đó thì họ nói thẳng khuyết điểm của người nào đó để mọi người cùng học hỏi, cùng sửa sai và cùng tiến bộ. Trong khi đó người ganh ghét thì họ cố vạch ra những cái lỗi lầm của người khác để họ hả hê vui sướng, và họ còn nói rộng ra cho nhiều người cùng biết để mọi người cùng cười, cùng chê cười cái người đó với lỗi lầm như vậy. Trong đoàn thể thì sự ganh ghét đó tạo thành một cái không khí đố kỵ, làm cho mọi người nghi kỵ, nghi ngờ lẫn nhau, thì cái tập thể đó không bao giờ tiến bộ hay phát triển được. Nhiều người đó mặc dù là họ có học vấn cao, họ có nhiều bằng cấp, nhưng mà vì tham sân si che lấp nên họ không nhận ra được cái đúng sai của thiện ác, và họ dùng cái ngòi bút để thay thế cái lưỡi của mình để tuyên truyền những cái gieo rắc những cái hiểu biết sai lầm cho nhiều thế hệ. Những người này họ bị những cái quan điểm thiên lệch, bè phái, cố chấp, bị danh vọng địa vị nữa. Cái ngòi bút của họ đó được phát nguyên từ cái tâm sân hận và cái tâm ái dục. Nó là cái thuốc độc ghê gớm, giết hại cái điều thiện, đào hố sâu chia rẽ bởi sự kích động dục vọng của con người. Vâng, rất là cảm ơn cô Lệ Đạo. Đúng là như vậy. Một con người mà mang cái tâm ganh ghét, khi mà họ đó có kiến thức, có nhiều trí thức của đời, cái ngoài bút của họ nó ghê gớm hơn ngàn vạn lần một cái lưỡi nói sai sự thật. Thì nếu như những người mà mang danh trí thức này biết dùng ngoài bút của mình để mà kêu gọi công bằng, lẽ phải, mặc dù đứng về phía tả hay phía hữu cũng nên công bằng và chính trực, và thì thế cái cuộc đời này có lẽ nó sẽ không có chiến tranh, không có khủng bố, không có hận thù, khiến con người đã đau khổ lại còn đau khổ hơn. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng trong cái ngũ là Phật tử phải nhớ cái ngũ giới của trong đạo Phật, đó là không có nên vọng ngữ, không có nên mà dùng những cái lời ác ý mà gieo rắc tin đồn thất thiệt, làm tổn hại đến danh dự và gieo cái sự đau khổ cho người khác. Quan viên muốn nhờ chị Bảo Châu giải thích cái đoạn kinh văn mà khi Đức Phật ba lần bảo tôn giả A Nan đi lấy nước, ngài mới chịu nghe lời. Chúng ta rút ra được bài học gì? Vâng,
Khi Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan đi lấy nước từ giếng để uống, Tôn giả liền bạch với Thế Tôn về việc những người Bà La Môn dùng trấu và cỏ lấp giếng, không để cho nước để Phật và tăng đoàn không có nước mà dùng. Thì Thế Tôn phải nói đến lần thứ ba thì Tôn giả A Nan mới chịu vâng lời đi lấy nước. Thì thói thường thì chúng ta gần gũi một người là quá lâu thì chúng ta thường sinh tâm là đánh đồng mình với người. Đức Phật là một bậc nhất thiết trí, bất cứ chuyện gì Ngài cũng đều biết rõ ràng. Nhưng mà vì Tôn giả A Nan vì gần gũi lâu ngày mà Tôn giả lại quên mất đi, thì chúng ta cần phải tránh đi cái điều cái khuyết điểm này. Thì khi mà chúng ta chung đụng với gia đình và với trong một tập thể, như là nơi chỗ công việc làm hay là nơi tu học, thì với cái thời gian chúng ta hãy mang cái tâm thường thường chúng ta hay mang cái tâm khinh thường người khác vì cho rằng mình hiểu biết nhiều hơn người, thì cái điều nên chúng ta bác bỏ, không có vâng lời theo cái người theo hướng dẫn của người đó. Thì điều mà chúng ta nên cần hiểu rằng là cái người đối phương đang mình đang nói chuyện là ai, thì nếu chúng ta không có cái lòng cung kính lắng nghe thì thường cho chúng ta nghĩ rằng mình ngang hàng hay là giỏi hơn người, thì đó là một điều thiệt hại đến cho bản thân mình, và chúng ta mất đi cơ hội để lắng nghe từ người trí. Thì qua cái sự việc mà giếng mà phun ra cái rác rưới mà dâng nước sạch, thì cho chúng ta thấy rằng Đức Phật có rất có vô lượng phước báo, bởi vì Ngài đã tu tập công đức của Ngài đã tu tập vô lượng từ vô lượng vô kiếp, thì nhiều đời nhiều kiếp nên không có ai có thể hại được Thế Tôn. Và bài học mà chúng ta rút ra ở đây là phải biết cung kính lắng nghe. Thì từ lời dạy bảo của bậc hiền trí, từ người thầy của mình, thiện hữu tri thức, thì chúng ta mới có cơ hội mà tiếp nhận, rồi trí tuệ nó mới phát triển được. Thì chúng ta hãy bỏ đi cái tánh mà gọi là khinh thường. Thì khi mà chúng ta gần gũi thầy bạn thì chớ có nghĩ mình hiểu nhiều hơn người. Và thêm vào đó nữa thì chúng ta phải cần tu tập và tích lũy thêm phước báo cho tăng trưởng, bởi vì có phước báo thì nó mới có che chở cho chúng ta vượt qua nhiều cái sự khó khăn trở ngại. Vâng, rất là cảm ơn chị Bảo Châu. Đúng như lời chị nói, cái sai lầm của phần lớn con người là hay đánh đồng mình với người khác. Mà ở Việt Nam chúng ta có cái câu là suy bụng ta ra bụng người. Mặc dù Phật dạy chúng sanh, đồng ý là Phật dạy chúng sanh, mọi chúng sanh là đồng bình đẳng với nhau, nhưng thật ra đó là nói về cái tánh giác ngộ mà thôi. Nếu chúng ta chịu khó tu tập để cho cái tánh giác ngộ, cái tánh giác nó hiển lộ, thì lúc đó chúng ta đồng với chư Phật. Chứ còn nói về cái thế gian pháp, dĩ nhiên phải có cao có thấp, chứ không thể nào mà đánh đồng được. Lấy một cái ví dụ như bước vào một cái cửa học, lớp học, thì cái người, phải có người đi dạy và người đi học, phải có cái vai trò nó khác nhau. Nếu mà cứ đánh đồng như nhau thì cái trường học sẽ loạn. Cũng như trong một gia đình, ông bà cha mẹ vai vế cao hơn, dĩ nhiên phải biết giữ đạo đức để rồi làm gương cho con cháu phải biết tôn trọng cung kính ông bà cha mẹ và học gương đạo đức đó, nếu không thì cái gia đình nó sẽ loạn. Quan viên nói đến đây thì lại nhớ đến một câu chuyện cũng vui mà chúng ta cũng thường thấy trong xã hội. Đó là hai cha con ngồi nhậu với nhau. Ban đầu thì cha một ly, con một ly. Nhậu một lát mềm môi rồi thì anh một ly, tôi một ly.
nhậu xong tới hồi say xỉn quắc cần câu rồi thì tao một ly, mày một ly, gia đình nó đã loạn hết rồi. Thì từ đó chúng ta cũng suy rộng ra, trong xã hội, trong đất nước, thậm chí trong một tôn giáo phải có tôn ti trật tự, có người trên kẻ dưới, thì lúc nếu không thì tránh cái đất nước nó sẽ loạn, hoặc là cái giáo pháp đó nó sẽ loạn. Cũng như đó là nói về cái cuộc sống trong xã hội, còn nói về cái cuộc sống trong tâm linh, dĩ nhiên phải có cái người có trí tuệ và cái người có đạo đức nó phải cao hơn những kẻ sống trong dục lạc và những kẻ sống không có đạo đức. Chức khoát phải có cái sự tôn ti trật tự thì chúng ta hiểu được chúng ta đang đứng ở cái vị trí nào, thì chúng ta mới có cái lòng tôn kính, có cái sự học hỏi của những người cao hơn mình, thì chúng ta mới tiến bộ được, xã hội loài người nó mới tiến bộ được. Quang Viên muốn hỏi cô lãnh đạo, mỗi người có riêng một cái nghiệp báo, thì có cha mẹ Việt Nam thường hay xen vào cái việc của con cái, thì cô có cái nhận xét và lời khuyên như thế nào? Chúng ta ai cũng biết là mỗi người ra đời với một cái nghiệp riêng của mình và không ai xen vào nghiệp của ai được hết. Chí thân như cha với con còn không chịu thế nghiệp cho nhau, điều này đã được nói rõ trong kinh Địa Tạng. Nhưng mà người Việt Nam của chúng ta đó thì ngược lại, những người làm cha mẹ đó hay xen vào nghiệp của con cái mình. Thí dụ như lúc nhỏ đó thì chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta dạy bảo nó thì đã đành, nhưng mà khi mà chúng lớn lên rồi đó thì cha mẹ vẫn áp đặt cái quyền của mình lên con cái. Chẳng hạn như bắt nó phải làm thế này thế nọ giống như ý mình. Rồi có nhiều người đó ép con mình học để hoàn thành, làm sao mà để thành được cái mộng mà hồi xưa cha mẹ đã không làm được thì bây giờ bắt con mình làm. Thí dụ như ép con học bác sĩ trong khi sức của nó không kham nổi. Chúng ta không có để cho con cái mình tự do học theo cái nghề mà nó muốn. Rồi khi con nó lập gia đình cũng vậy nữa, nhiều người cũng xen vô chuyện gia đình của con, trong cách cư xử của nó, trong cách nó dạy dỗ con của nó. Và chúng ta đã biết là mỗi người sinh ra đời với nghiệp duyên của mình, không ai xen vào nghiệp của ai được hết. Nuôi dạy con là trách nhiệm của cha mẹ khi chúng còn nhỏ, nhưng mà khi chúng đã lớn lên rồi thì chúng ta nên để cho con có tinh thần tự lập, nó tự lo cho bản thân, cho đời sống của nó. Có như vậy đó thì chúng ta mới có thời gian rảnh rỗi để lo cho mình, để chúng ta tu học giáo pháp, chúng ta tu tập. Chúng ta phải nhớ là đừng gieo thêm cái nghiệp luyến ái với con cháu, tại vì như vậy đó, trên đường luân hồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa. Vâng, cảm ơn cô lệ đạo. Quang Viên cũng biết có ông Trang Tử có một câu như thế này: phòng trống thì sáng, các tường dừng lại. Câu này cái ý nghĩa của nó là một cái căn phòng để trống thì nó mới quang đãng, mới sáng sủa. Và nếu mà chúng ta từ đây mà suy ra thì thấy một căn phòng mà chất đầy ắp những cái rác rưởi hoặc là đồ vật thì dĩ nhiên căn phòng nó sẽ u tối u ám. Cũng vậy, cái tâm trí của chúng ta, nếu chúng ta đừng có chứa nhiều tạp niệm, vọng niệm rác rưởi thì lúc đó nó mới tràn đầy được cái ánh sáng trí tuệ. Thì con người phần đông đã vì ái dục mà mất hết một cái khoảng thời gian rất là dài, một cái khoảng thời gian đầy sự quý báu, bởi vì lúc đó chúng ta còn sức lực, còn trí tuệ. Để đến khi mà thân thể nó rã rời, trí óc nó mê mỏi rồi thì thôi, cũng nên cố gắng dừng lại đi, đừng có đam mê theo cái nghiệp của con cháu nữa. Mình đã lay hoay cả đời mà có được cái gì đâu, còn xen vào việc của con cháu làm gì. Giống như lời của cô Lệ Đạo nói, nếu mà chúng ta biết quay về cái bản tâm của mình, giúp cho cái bản tâm nó sáng lên, thì đó mới thật sự là chúng ta đang để phước cho con cháu. Quang Viên muốn hỏi anh Minh Từ, trong cái thực tế khi mà sinh hoạt chung trong một cái đoàn thể, con người ta tự nhiên sanh cái tâm coi thường những cái người có đạo đức, có sự cống hiến cao hơn. Anh có nhận xét gì về vấn đề này? Dạ, thường thì trong các mối tương giao với nhau đó, thì cho dù ở ngoài đời hay là trong đạo thì chúng ta cũng phải nên giữ cách cư xử là tương kính như tân, để mà tránh cái sự khinh thường và cũng để giữ gìn cái mối kết giao cho được lâu dài. Thì chúng ta nhớ là khi ban sơ đó thì
mới quen biết nhau đó thì lại cung kính, nhưng mà đến một thời gian sau đó thì lại tự bỏ những cái lễ nghi, thì đâm ra quá cởi mở rồi dẫn đến cái sự mà thiếu trang nghiêm và không có sự cung kính. Thì khi mà tâm buông lung, không có nhiếp phục đó, thì chúng ta sẽ dễ sanh vào con đường sai trái, thì dễ mang đến những cái điều bất thiện, bất lợi và đau khổ cho mình và cho người. Thì vậy mà khi mà và nhiếp phục cái tâm đó thì chúng ta phải luôn luôn hộ trì và phòng giữ, không có để cho những cái ý tưởng này, nó khinh thường này nó khởi lên, và bằng cách là phải bảo vệ nó. Nếu mà nó có khởi, nếu mà có sinh ra đó thì phải đừng có để cho nó phát triển tăng lớn, làm lớn lên sẽ gây sự bất lợi lớn sau này. Vì thế mà chúng ta phải siêng năng, tinh cần, tinh tấn, từ bỏ những cái ý tưởng bất thiện do là cái tham sân si mà phát sinh ra. Thì cái tâm bất thiện, tham sân si đó thì nó dễ xâm nhập nhưng mà lại khó từ bỏ. Do đó mà chúng ta phải vì cái đó là nó dễ sanh lòng ganh tị, vì mình thấy được là mình mất mà người được. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh Từ đã giải thích thêm về cái chuyện này. Quang Viên muốn mời cô Lệ Đạo hay giải thích về bốn câu kệ mà Đức Phật đã dạy về cắt đứt ái dục. Đức Thế Tôn đã cảm khái nói lên bốn câu kệ, nhưng mà qua hai câu kệ đầu thì chúng ta biết là một bậc chánh đẳng giác còn có danh hiệu là ứng cúng, nghĩa là được phước trời và người cúng dường. Đây là cái phước báo mà do Ngài đã tu tập trong vô lượng kiếp. Trong bài kệ này đáng chú ý nhất là hai câu cuối. Hai câu cuối này là chặt đứt ái từ gốc, cần hành tìm cầu gì. Khi chặt đứt của gốc ái dục, tức là chúng ta đã tự do, tự tại, chúng ta đã không còn luân hồi là giải thoát, là A-la-hán, thì không còn việc gì chúng ta cần làm nữa. Ái là yêu thương, là thích, dục là ham muốn, ái dục là lòng tham muốn luyến ái, là gốc của sinh tử luân hồi. Con người thường đắm chìm trong ngũ dục, nhất là trong sắc dục nam nữ. Và khi đã vướng vào sắc dục nam nữ thì con người ta đam mê dâm dục mà rất là khó từ bỏ. Khi gần với ái dục thì không có tội ác nào mà chẳng làm, và khi thọ quả báo thì không có thống khổ nào mà chẳng lãnh thọ. Phật dạy gốc ái mà chưa nhổ sạch, không thống khổ nào. Phật dạy gốc ái mà chưa nhổ sạch, tâm còn ràng buộc thì còn dây dưa phát sinh trở lại triền miên. Do đó chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với ý thức, và ý thức được sự tác hại của ái dục để xa rời và đoạn trừ nó. Tốt nhất là chúng ta phải quán bất tịnh để nhàm chán thân này. Vâng, rất là cảm ơn cô Lệ Đạo đã giải thích về bốn câu kệ của Đức Phật nói về cái việc mà cắt đứt ái dục. Thì Quang Viên muốn hỏi chị Bảo Châu, chúng ta cần quán về ái dục như thế nào để chúng ta mới có cái tâm nhàm chán và kinh sợ? Vâng, Bảo Châu học được như thế này, muốn mà xa lìa tâm ái dục thì chúng ta cần phải quán rõ về quá trình nhập thai. Thì một khi mà bỏ thân cũ thì thần thức đi tìm, sẽ nhận lấy cái thân trung ấm, rồi thần thức đi tìm một cảnh giới mới để thọ thai. Và tùy theo cái nghiệp lực dẫn dắt, nó được hình thành là bởi vì có cái tâm dục ái. Thì do đó khi thần thức mà khi thấy cha mẹ sanh tâm tâm dục thì nó cũng khởi lên tâm tâm dục, nó cũng khởi tâm hành dâm với người cha hoặc là người mẹ, thì rồi nương gá vào tinh cha khuyết mẹ mà thọ thai. Thì sau khi mà nhập thai, thai nhi ở trong một cái bọc máu nhớt, hôi hám, rất là dơ bẩn, đau khổ bức bách như là ở trong cái ngục, trong cái ngục tối. Thì cho đến ngày mà xuất
xuất thai, tiếp đó cơ thể tiêu thụ các vật chất mà lớn lên, thì nhưng tâm thức lúc nào cũng mang một cái tâm ái dục rất nặng, thì vì thế tìm kiếm cái người khác mà để thỏa mãn, và không cần ai phải chỉ dạy, thì cứ như vậy mà nó cứ mà theo một cái vòng gọi là lẩn quẩn, mà chúng ta còn gọi là luân hồi. Vâng, cảm ơn chị Bảo Châu. Theo anh Minh Từ, chúng ta nên quán về ái dục như thế nào để chúng ta kinh sợ và nhàm chán? Dạ, thì cư sĩ tại gia đó thì chúng ta phải nên quán về ái dục để mà xa lìa cái luyến ái này, mà không có tìm cầu cái sự thỏa mãn ái dục. Tuy rằng mà biết rằng là diệt dục đó thì không phải một sớm một ngày, nhưng mà Phật dạy cho chúng sinh đó là mọi người chúng ta đều là thân bằng quyến thuộc của nhau nhiều đời nhiều kiếp, thì hết đời này đến đời khác mà thôi, chẳng qua là chỉ thay đổi cái vai trò. Thì mới hôm qua thì làm ông làm cha, thì sau khi chết đó, tái sinh sẽ làm con làm cháu, thì vân vân, và ngay cả có thể là làm sinh vào các loài súc sinh. Vì vậy đó, chúng ta phải quán cái sự mà phải quán cái ái dục để mà thấy được cái nguồn gốc sinh ra là không có trong sạch. Thì chỉ là một do sự ái dục của một cặp nam nữ mà cái thần thức cái nương gá vào nhau để mà cùng hưởng cái sự dục lạc đó. Nếu mà tham đắm vào người mẹ đó thì sẽ sinh là người sinh là thân nam, mà nếu mà mê say người cha đó thì sẽ sinh cái thân nữ, thì cũng chỉ là để mà tiếp tục để mà hưởng cái dục lạc đó mà thôi. Thì ngoài ra đó, cái nghiệp lực của cái thai nhi khi mà vào trong cái nhập vào trong người mẹ đó thì cũng ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái hoàn cảnh bên ngoài của người mẹ. Thì cũng có, nếu mà mang cái nghiệp xấu đó thì sẽ có thể sẽ làm cho người mẹ khó ở, hoặc là bệnh hoạn đau yếu, rồi thậm chí cũng có thể làm cho gia sản bà lụng bại. Thì nếu mà ngược lại được nghiệp tốt đó thì ngược lại là như vậy, ngược lại là không có những cái sự mà khó chịu đó. Còn chúng ta cũng phải quán đến cái về ái dục, mà cần quán đến cái cách thọ sinh nó cũng không có trong sạch, lại vì cái đó là do tinh cha và huyết mẹ, thì hai cái chất này nó cũng là đầy dơ bẩn do cái sự kích thích ái dục mà tiết ra. Cho nên chúng ta phải muốn thọ khổ đau khổ, hoặc là muốn cầu tìm sự giải thoát, thì nên tự mình quyết định mà đoạn diệt cái ái dục. Thì mà chúng ta tập quán chiếu thường xuyên về cái việc nhập thai qua, bởi vì do cái tâm tham dục thì chúng ta sẽ thấy rất là nhàm chán và rất là kinh sợ. Chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một thuần túy là ái dục nhiễm ô, hết đời này là đến đời khác. Đời này đang làm con thì kiếp sau chẳng có khi làm chồng, làm vợ, hoặc có khi làm ông, làm bà cũng nên, cũng có khi làm cái thân súc sanh. Thì đó nó thật là dơ bẩn và chúng ta nên nhàm chán nó và kiếm mọi cách để mà thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này. Quán là nhìn cho rõ cái sự thật và suy nghĩ cho thông thoáng, hiểu rõ cái sự việc mà chúng ta đang quán, thì chúng ta mới bước ra được gọi là cái sự ngu si và vọng tưởng trong tâm hồn của mình. Thì rất là cảm ơn quý vị học viên đã chuẩn bị cái bài đò học bài kinh văn này để đưa ra những cái kiến giải thật là hữu ích qua những cái lời góp ý của quý vị. Quang Viên xin được rút ra những cái điểm chính như thế này. Sự ganh ghét, đố kỵ nó giống như một cái con rắn độc, nó phun nọc độc thả vào trong trái tim của chúng ta, nó ăn mòn hết tất cả những gì gọi là thiện lành, gọi là tốt đẹp ở trong tâm hồn của chúng ta. Và cho nên chúng ta cần phải biết canh chừng những cái ý niệm khởi dậy, nhất là những cái ý niệm nó khởi ra từ cái sự ganh ghét, đố kỵ, và chúng ta nên biết tán thán những cái việc thiện lành, thì từ đó chúng ta mới đi theo được cái con đường thiện lành. Nói đến tu hành là phải nói đến cái tội phước. Nếu chúng ta không rõ tội phước thì tức là chúng ta chưa có phải là người đang tu hành. Tội là những cái việc làm xấu ác, nó ảnh hưởng đến mình và người hiện tại và tương lai. Phước là những cái điều là thiện lành, nó làm an vui cho mình
và mọi người hiện tại và tương lai. Cho nên chúng ta muốn an lạc, muốn đạt đạo giải thoát, chúng ta trước tiên nên quán chiếu và để kinh sợ và nhàm chán cái việc ái dục, để từ đó chúng ta cắt đứt, diệt trừ những cái ái dục nó nằm gốc sâu trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới đạt được cái sự an vui. Vâng, Quang Viên xin được thay mặt quý vị học viên ở đây có lời cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi buổi thảo luận ngày hôm nay. Quý vị học viên nào mà muốn tham gia buổi thảo luận hoặc có những lời góp ý, xin quý vị hãy viết thư về thaoluanphatpháp@gmail.com. Đức Thân Thầy Giám Viện sẽ xem xét và trả lời những câu hỏi của quý vị. Bây giờ thì Quang Viên xin được thay mặt quý vị học viên ở đây tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả cùng gia đình luôn luôn thân tâm được an lạc. Đắm say dòng tham ái là căn nguyên sinh tử luân hồi, muốn lên bờ tịch xứ ba chánh đạo đi tới.